Thế sao hàng bên Ninja à? Đấy, tiền đấy. $103.000 à? Hàng tuyến từ Hà Nội về à? Phun sát trùng lại nhé. Thôi Covid mà. Khu đất mới là nó đang sân bóng gì? Đang thiêng. Chúng mày đi đằng nào mà? Đằng cái sân bóng. À đấy. Rồi đấy, bây giờ lại dùng quay thay đấy. Có một ông tả có khu đất mới. Ừ. Đó đấy. Đấy, phun sát trùng rồi. Cứ để đấy.